Nô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 574. Diệp Thần đạt được đại lượng nhiên liệu bổ sung, toàn thân khí tức lập tức ầm ầm bạo tạc, làn da hóa thành kim sắc, trên thân lần lượt nổi lên 9 đạo nhan sắc khác nhau đồ đằng, vô cùng huy hoàng sáng chói, chính là Cửu Thiên Đồ Đằng. Luân hồi nguyên thể, tại thời khắc này mở ra. Tại Cửu Thương Cổ Hoàng năng lượng chống đỡ dưới, Diệp Thần Cửu Thiên Đồ Đằng, huy hoàng lập lòe đến cực hạn, phong lôi thủy hỏa các loại thế giới bản nguyên khí tức, cuồng bạo nổ tung, ở chung quanh tạo thành kinh khủng phong bạo, quét sạch thương thiên đại địa làm cho nhật nguyệt thất sắc. Cảm nhận được luân hồi nguyên thể Cửu Thiên Đồ Đằng cường đại, đạo huyền tổ sư âm thầm lau một vệt mồ hôi, hít sâu một hơi, bước chân như bám rễ sinh trồi trầm ổn, hắn muốn chính mình chỉ cần có thể ngăn cản Diệp Thần một quyền, liền coi như thắng được, vậy đơn giản là nắm vững thắng lợi. Diệp Thần cho dù cường đại hơn nữa, lại thế nào khả năng một quyền liền đánh tan hắn? Thiên thủ bách tí, đại uy thiên long, vạn pháp quy nhất. Tại mở ra luân hồi nguyên thể về sau, Diệp Thần lại quát to một tiếng, hai tay giơ cao mà lên, thần quang nhoáng một cái, liền hóa ra thiên thủ bách tí đại khí tượng, bàng bạc hủy diệt áo nghĩa tuôn ra, trực tiếp ngay tại quanh thân tạc lên cuồn cuộn hủy diệt phong bạo. Đây là Shiva vô thượng tuyệt học, Shiva thập pháp một trong. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Thần liền để kia thiên thủ bách tí, lại thu sạch co lên đến, vạn pháp quy nhất, biến thành đôi cánh tay trên da đã hiện đầy hủy diệt phù văn. Luân hồi nguyên thể cùng thiên thủ bách tí khí tức hủy diệt, hỗn hợp, nhưng giờ phút này Diệp Thần cả người thoạt nhìn, đơn giản liền là một tôn từ cổ xưa thần thoại sử thi bên trong nhảy ra chiến thần, hủy diệt chi quang kinh dị thâm thúy, ai cũng không dám nhìn thẳng thân ảnh của hắn. Đạo huyền tổ sư cắn răng, hai tay thành bàn tay nâng lên, che ở trước người, bước chân gắt gao đứng vững. Chỉ gặp Diệp Thần tay trái nhặt hoa làm Phật quyết, tay phải đã nắm chắc thành quyền đầu, một đầu khổng lồ huyết long quấn quanh ở cánh tay hắn bên trên, dương nanh múa vuốt gào thét, uy thế cực kỳ khủng bố. Cánh tay phải của hắn đã là gân xanh nổi lên, hủy diệt phù văn điên cuồng lập lòe, từng sợi xương mù xám khí tức quấn quanh lấy, Cửu Thiên Đồ Đằng chín loại phù văn, thế mà cũng toàn bộ hội tụ đến cánh tay hắn phía trên, như tinh thần liên tiếp sắp xếp, cực kỳ hùng vĩ. Tất cả mọi người rung động, Diệp Thần cánh tay này, bắp thịt cuồn cuộn, lực lượng bạo tạc, trong đó ẩn chứa khí tức hủy diệt, đơn giản để cho người ta sợ hãi, sợ là hắn một cánh tay nhoáng một cái, liền có thể ép bạo ức vạn vũ trụ, đầy trời quần tinh, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tin tưởng, chỉ là một cái thiên nguyên cảnh 9 tầng trung vị thần, thế mà có thể bộc phát ra loại này đủ để ép bạo thiên đạo thế giới đại khí thế. Đạo huyền tổ sư nuốt nước miếng một cái, cũng là khẩn trương tới cực điểm, hắn đến lúc này, mới phát hiện chính mình còn đánh giá thấp Diệp Thần lực lượng. Bất quá, chỉ là một quyền, hắn vẫn là có lòng tin tiếp xuống. Oanh! Tại ngàn vạn ánh mắt nhìn kỹ, Diệp Thần cánh tay phải một quyền, giống như một viên sáng chói tinh thần, mang theo vô tận uy thế ầm vang đánh tới hướng đạo huyền tổ sư. Nắm đấm của hắn bên trên, Cửu Thiên Đồ Đằng thần quang như ngôi sao lấp lóe, phóng thích ra kinh thiên huy hoàng, phảng phất muốn chụp phá toàn bộ vô vô thời không hắc ám. Một quyền này, ẩn chứa Diệp Thần tất cả lực lượng cùng ý chí, có thể nói là hắn đỉnh phong một kích. Không khí chung quanh, trong nháy mắt bị quyền phong khuấy động, tạo thành từng đạo vô hình phong bạo, quét sạch tứ phương, cuồng phong gào thét, như là tận thế cảnh tượng, làm người sợ hãi. Đạo huyền tổ sư sắc mặt vô cùng ngưng trọng, không dám chậm trễ chút nào, trong đan điền linh khí đều đã phóng thích mà ra. Toàn thân máu tươi cũng tại hình thành, tất cả lực lượng hội tụ đến song trưởng bên trong, muốn liều chết ngăn trở Diệp Thần kinh thiên một quyền. Ầm ầm, Diệp Thần nắm đấm tồi khô lạp hủ, ép bạo thời không, nện vào đạo huyền tổ sư trước mặt, chỉ một quyền, liền đem đạo huyền tổ sư quanh thân bày ra dãy núi cùng cung điện, toàn bộ ép bạo. Trong cung điện các tín đồ, phát ra bén nhọn kêu thảm, tại chỗ hôi phi yên diệt. Diệp Thần nắm đấm như hồng hoang như cự thú tiếp tục cuồng xông. Lại đem đạo huyền tổ sư bày ra trùng điệp thiên đế khí tường thủ hộ, toàn bộ ép bạo chết, cuối cùng nắm đấm rắn rắn chắc chắc đánh vào cái sau trên song trường. Đạo huyền tổ sư song trường kịch liệt đau nhức, chỉ cảm thấy Diệp Thần nắm đấm bên trong, ẩn chứa lực lượng vô tận cùng hủy diệt uy thế, hắn xương bàn tay cơ hồ trong nháy mắt liền bị nghiền nứt ra, sau lưng của hắn huyền vũ thủ hộ hư ảnh, cũng là rên rỉ một tiếng vặn vẹo từ từ tiêu tán. Nhưng dù vậy, đạo huyền tổ sư vẫn là cắn chặt răng. Gắt gao trầm ổn bước chân, không lui về phía sau chút nào. Không hề nghi ngờ, Diệp Thần một quyền này uy thế, có thể xưng hủy thiên diệt địa,
vô cùng cường hãn, nhưng, đạo huyền tổ sư dù sao cũng là đỉnh cấp thiên đế, hắn muốn đón đỡ Diệp Thần một quyền, cũng không phải là chuyện rất khó khăn. Diệp Thần nắm đấm ẩn chứa trùng điệp dã man hủy diệt lực lượng, đều chút xuống tại đạo huyền tổ sư trên song trường, nhưng đạo huyền tổ sư song trường trầm ổn tao nhã, thân thể như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, liều mạng giữa ngực bụng khí huyết sôi trào, muốn thổ huyết xúc động, hắn vẫn là gắng gượng chặn Diệp Thần một quyền. Lão tổ thắng. Tạ thiên tạ địa, luân hồi chi chủ thực lực tuy khủng bố, nhưng muốn một quyền đánh tan lão tổ, cũng là tuyệt đối không thể nào a. Tiểu tử này quá khinh thường, coi là lão tổ đỉnh cấp thiên đế danh hào, là chỉ là hư danh a. Bất quá luân hồi chi chủ hoàn toàn chính xác đáng sợ, chỉ là trung vị thần, lại làm cho lão tổ chật vật như thế. Sáng đạo cung bên này người, nhìn thấy đạo huyền tổ sư tiếp nhận Diệp Thần một quyền, căng cứng thần kinh lập tức thư giãn xuống tới. Tất cả mọi người thở dài một hơi, nhưng đối Diệp Thần thực lực, cũng là vô cùng e ngại kinh dị. Đạo huyền tổ sư khóe miệng cũng là câu lên vẻ mỉm cười, chỉ cho là chính mình thắng, có chút chật vật thở dốc một hơi nói ra, luân hồi chi chủ, ngươi thua. Diệp Thần cũng là cười một tiếng, nói, ai nói ta thua. Bỗng nhiên ở giữa, chỉ gặp Diệp Thần trên nắm tay Blu-ray lóe lên, tràn ngập ra một cỗ thiên thủy nhu hòa khí tức, quyền của hắn thế lập tức từ cương mãnh cực kỳ. Biến thành cương nhu cùng tồn tại, cùng mang theo một cỗ quỷ bí âm lực ám kình. Cỗ này âm lực ám kình, như tên nỏ từ Diệp Thần nắm đấm chỗ sâu xông ra, bay thẳng hướng đạo huyền tổ sư. Đạo huyền tổ sư song trưởng mặc dù cực lực phòng hộ, không từng có nửa điểm thư giãn, nhưng này quỷ dị vọt tới âm lực ám kình, thực sự quá mức xảo trá, hắn căn bản ngăn không được, thân thể như bị tên nỏ đánh xuyên đồng dạng, một trận tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng liền tiết ra máu tươi, gương mặt thoáng chốc tái nhợt, vô cùng chật vật lui về sau ba bước, cuối cùng bộc một tiếng, đặt mông ngã nhào trên đất. Người thua là ngươi, đạo huyền tổ sư. Diệp Thần lộ ra một vòng lăng lệ tiếu dung, quan sát đạo huyền tổ sư. Không thể không nói, đạo huyền tổ sư phòng hộ, đích thật là kinh dị, đỉnh cấp thiên đế cũng đích thật là cường đại. Diệp Thần mượn cửu thương cổ hoàng, huyết long lực lượng, lại bộc phát ra thiên thủ bách tí hủy diệt đại thần thông. Thế mà cũng không thể một quyền đem đạo huyền tổ sư đánh tan. Cuối cùng, hắn vẫn là phải dựa vào huyền thủy huyễn linh quyết âm nhu chi lực, cương nhu cùng tồn tại phía dưới, rốt cuộc đánh lui đạo huyền tổ sư. Cái gì? Nhìn thấy thế cục xoay chuyển, toàn trường người nhất thời hãi dị chấn động. Thiên Hằng giáo phái cùng sáng đạo cung bên này đệ tử, tất nhiên là tay chân băng lãnh, lo sợ nghi hoặc luống cuống, bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng, đạo huyền tổ sư đã nắm vững thắng lợi. Không nghĩ tới tối hậu quan đầu, lại vẫn là bị Diệp Thần đánh tan. Kiếm Vũ Điện cùng Tinh Không Đảo đám người, thất vọng tâm tình thì là biến thành cuồng hỉ, người người hoan hô lên. Khương Khiếu Vân đứng dậy, hướng về đạo huyền tổ sư nói ra, đạo huyền tổ sư, đấu văn ngươi thua, đấu võ lại thua, lần này ngươi không thể chống chế đi. Ngoan ngoãn đem huyền vũ mảnh vỡ giao ra đi. Đạo huyền tổ sư khuôn mặt đỏ lên, ngơ ngác xuất thần, nào nghĩ tới chính mình đường đường đỉnh cấp thiên đế. Thế mà liền Diệp Thần một quyền đều không tiếp nổi. Hắn gặp môn hạ đệ tử quăng tới ánh mắt, đều mang vô tận thất vọng, biết mình một khi giao ra huyền vũ mảnh vỡ, khí thế một suy, mất hết thể diện về sau liền không cách nào lại chấp trưởng chí tôn, thậm chí có thể muốn biến thành chó nhà có tang. Tâm niệm chuyển động phía dưới, đạo huyền tổ sư lấy lại bình tĩnh, từ dưới đất đứng lên thân đến, hướng Diệp Thần nói. Luân hồi chi chủ, hảo công phu, hảo công phu. Lão phu bội phục. Diệp Thần thần sắc mười phần lãnh đạm, nói, đừng nói nhảm, mau đem huyền vũ mảnh vỡ lấy ra đi. Luân phiên khó khăn trắc trở, đã hao hết Diệp Thần kiên nhẫn, hắn chỉ muốn lập tức cầm tới huyền vũ mảnh vỡ. Đạo huyền tổ sư nói, có thể, chỉ cần ngươi cũng tiếp ta một chiêu, ta liền đem mảnh vỡ cho ngươi. Diệp Thần chân mày vẩy một cái, nói, ngươi nói cái gì? Đạo huyền tổ sư từ từ nói, ta đã tiếp ngươi một chiêu. Đích thật là ta thua, nhưng để cho công bằng, ngươi cũng phải tiếp ta một chiêu, ngươi có thể đón lấy, ta liền lập tức đem huyền vũ mảnh vỡ dâng lên. Diệp Thần giận dữ, nói, lão tạp mao, ngươi đang tiêu khiển ta. Đạo huyền tổ sư thản nhiên nói, cũng không phải, chỉ là công bằng lý do. Diệp Thần cả giận nói, đánh rắm, lão tạp mao, ngươi dám tiêu khiển ta, ta liền muốn ngươi lấy mạng hoàn lại. Diệp Thần là thật nổi giận, trước đó đấu văn. Đạo huyền tổ sư chống chế, hắn kỳ thật liền muốn giết người, chỉ bất quá xem ở thiên tổ trên mặt mũi, hắn nhịn. Nhưng không nghĩ tới,
hiện tại đấu võ kết quả tới, đạo huyền tổ sư vẫn là không nhận nợ, kia thật là Phật đều có lửa, hắn đã không có khả năng lại chịu đựng xuống dưới. Hô! Diệp thần đột nhiên oanh ra một trường, như nộ trào tuôn ra, sắp xếp núi đảo hải hướng đạo huyền tổ sư đẩy đi. Hắn đem huyền thủy huyễn linh quyết vận chuyển tới cực hạn, thế giới bản nguyên thủy thuộc tính linh khí, cuồn cuộn mà đến, hắn toàn thân đều chán phóng thanh tịnh u lam như mặt nước quang mang, cả người phảng phất hóa thân thành chúng nước, chúng phương, chúng thơ, chúng hay thần minh, trí cao vô thượng, trùng trùng điệp điệp. Đạo huyền tổ sư lãnh khốc cười một tiếng, biết Diệp thần một trưởng này lợi hại, cũng không dám ngạnh bính, người nhẹ nhàng lui lại, đột nhiên lại cong ngón búng ra, bắn ra một đầu ngân bạch trong suốt như tóc trắng sợi tơ, hướng Diệp thần quấn quanh mà đi. Diệp thần dưới cơn thịnh nộ, chỉ lo tấn công mạnh, phòng thủ có chút sơ sẩy, liền bị đầu kia ngân bạch sợi tơ quấn lên, hắn đang muốn vận công bài xích, nhưng này sợi tơ vậy mà một nháy mắt vào thì tận xương, nhập tâm nhập phổi, quấn lên cánh tay hắn về sau, một nháy mắt liền dung nhập trong thân thể của hắn đi. Oanh! Trong chốc lát, Diệp thần chỉ cảm thấy thức hải nổ tung, vô cùng vô tận suy nghĩ, như sóng chiều trào lên từ trong lòng gào thét mà lên. Cỗ này suy nghĩ, khắc cốt, triền miên, thống khổ, chua xót, bất đắc dĩ, lại mang theo hoa hồng thơm ngọt, rượu ngon say hun, nhất thời sáng nếu mặt trời lên ánh bình minh, nhất thời hàn như lẫm đông múa tuyết bay, trăm vị xen lẫn, dệt thành tơ tình. Cái này suy nghĩ, chính là một cái tình chữ. Không tốt, là, tơ tình. Thiên tổ tơ tình. Diệp thần sợ hãi đại chấn, một nháy mắt xuyên tim, biết vừa mới đạo huyền tổ sư đạn tới ngân sắc sợi tơ, trên thực tế liền là năm đó thiên tổ chém xuống tơ tình. Thiên tổ năm đó tuệ kiếm chạm tơ tình, nhưng hắn đối đại ái thần phong tinh tuyết, tình cảm vẫn là quá mức phức tạp, cho nên chém xuống tơ tình, hắn không đành lòng tự tay ma diệt, liền giao cho đạo huyền tổ sư xử lý. Nhưng, đạo huyền tổ sư cũng không có ma diệt tơ tình, mà là một mực bảo lưu lấy, tại thời khắc này, bỗng nhiên hướng Diệp thần quấn đi. Đây là thiên tổ tơ tình cảm phi thường phức tạp, bên trong ẩn chứa đủ loại khắc cốt cảm xúc, triền miên quyến luyến, còn có đủ loại bất đắc dĩ quyết tuyệt mâu thuẫn chi ý, liền xem như đỉnh cấp thiên đế bị quấn lên, đạo tâm đều muốn trong nháy mắt sụp đổ. Diệp thần lập tức lọt vào tơ tình quấn quanh, vào thịt tận xương, nhập tâm nhập phổi, trong lòng trăm vị xen lẫn, suy nghĩ như núi lửa phun trào, hải khiếu quét sạch, đủ loại tư vị, khó mà lắng lại. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lúc đầu tấn mãnh vô cùng thế công, lập tức dập tắt, cả người vô cùng thống khổ cau mày quỳ rạp xuống đất, che lấy trái tim của mình, nhịp tim đến giống như sắp bạo tạc vỡ vụn. Hắn vốn chính là người trọng tình trọng nghĩa, lại gặp thiên tổ tơ tình một chút quấn quanh, đủ loại suy nghĩ, kia càng là cắt không đứt, lý còn loạn. Hiện tại Diệp thần chỉ cảm thấy đầu óc ông ông tác hưởng, trong thức hải lượn vòng lấy đại ái thần phong tinh tuyết thân ảnh, vung đi không được, ma diệt không tiêu tan. Thiên tổ đầu này tơ tình, đã quấn vào Diệp thần tim phổi. Năm đó, thiên tổ đối đại ái thần phong tinh tuyết đủ loại mâu thuẫn quyến luyến, đủ loại bất đắc dĩ quyết tuyệt chi ý, toàn bộ trên người Diệp thần tái diễn. Mọi người thấy Diệp thần đột nhiên quỳ xuống, che lấy trái tim, vô cùng thống khổ bộ dáng, đều là cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra. Đạo huyền tổ sư trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, nói, luân hồi chi chủ, người bị thiên tổ tơ tình quấn quanh, phách lối không nổi đi. Đạo tâm của ngươi, lập tức liền muốn sụp đổ. Đám người nghe được đạo huyền tổ sư lời này, lúc này mới tỉnh ngộ, nguyên lai vừa mới đầu kia ngân sắc sợi tơ, lại là năm đó thiên tổ chém xuống tơ tình. Đạo huyền tổ sư quay đầu lại hướng lấy thiên hằng giáo phái cùng sáng đạo cung đệ tử nói ra. Mau bỏ đi, luân hồi chi chủ tơ tình quấn thân, đạo tâm sụp đổ sắp đến, sợ là muốn trắng trợn giết chóc, lại đãi hắn hao hết khí lực, lại đem hắn cầm nã cũng không muộn. Nói xong, đạo huyền tổ sư liền nhanh chóng về sau rút lui. Diệp thần tơ tình quấn thân, tâm thần có thụ dày vò, cả người liền trở nên táo bạo, hận không thể giết người. Hắn hô hấp trở nên gấp rút, ngẩng đầu nhìn tứ phương, đã phân biệt không ra ai là người tốt, ai là người xấu, hắn hiện tại chỉ muốn giết người, phát tiết nội tâm đủ loại kịch liệt suy nghĩ. Keng! Diệp thần rút ra tiểu đạo thiên kiếm, như dã thú bạo tẩu hướng về phía trước nhanh chảm mà đi, lại chém về phía tinh diên. Trong mắt hắn, địch nhân cùng bằng hữu đều không trọng yếu, hắn hiện tại chỉ muốn giết người. Tinh diên hoảng hốt, không nghĩ tới Diệp thần sẽ công kích nàng. May mắn Khương Khiếu Vân phản ứng nhanh, lập tức rất kiếm ngăn trở, vội vàng lôi kéo nàng lui lại. Rút lui. Khương Khiếu Vân thấy tình thế không ổn,
gặp Diệp Thần lâm vào trong điên cuồng, cũng không dám chủ quan, lập tức hiệu lệnh kiếm vũ điện cùng tinh không đảo đám người triệt thoái phía sau. Diệp Thần như là dã thú gào thét một tiếng, huy kiếm điên cuồng chém, giết hơn 10 người, hắn chính mình cũng không biết giết là ai, chỉ cảm thấy kiếm phong chém vào nhập thân thể con người về sau, có loại khát máu khoái ý. Hắn hai mắt càng là huyết hồng, liền muốn huy kiếm đột nhập trong đám người, tiếp tục giết chóc. Mộ chủ, người điên rồi, nhanh tỉnh lại a! Cửu thương cổ hoàng rất là chấn động, hai tay bấm quyết, thần hồn tách ra từng tầng nhật nguyệt quang huy, chiếu rọi Diệp Thần tâm linh. Diệp Thần tại khát máu giết chóc bên trong, nghe được cửu thương cổ hoàng thanh âm, đạt được nhật nguyệt thần quang che chở, tâm thần thoáng yên tĩnh lại, định thần xem xét, phát hiện Thiên Hằng giáo phái, Sáng đạo cung, Kiếm vũ điện, Tinh không đảo bốn nhà người, đều như tránh né ôn dịch sát thần lui lại, trên mặt đất có mười mấy bộ thi thể. Đạo huyền tổ sư cũng là xa xa thối lui đến đằng sau, khóe miệng mang theo một nụ cười tàn khốc ý, nói rõ là muốn Diệp Thần lâm vào điên cuồng, hao hết khí lực về sau, lại đi cầm nã chấn sát. Diệp Thần trong lòng run lên, suy nghĩ, thiên tổ đầu này tự tình, quá kinh khủng, thế mà để cho ta trong nháy mắt lâm vào trong điên cuồng. Hắn giờ phút này mặc dù tạm thời khôi phục tỉnh táo, nhưng trái tim lại tại đập bịch bịch, kia cỗ tự tình dày vò thống khổ, không có chút nào yếu bớt. Có thể khẳng định, không bao lâu, Diệp Thần lại muốn độ lâm vào điên cuồng. Hỏng bét, mộ chủ, người bị thiên tổ tơ tình vây khốn, đạo tâm sợ là muốn băng a. Cửu thương cổ hoàng thần sắc vô cùng ngưng trọng, thiên tổ tơ tình ảnh hưởng, đã xâm phạt đến luân hồi mộ địa, cả tòa luân hồi mộ rung động ầm ầm, không biết từ chỗ nào rơi xuống từng khối loạn thạch, giống như không bao lâu, cái này mộ địa liền muốn triệt để sụp đổ chôn vùi. Cái này luân hồi mộ địa. Cùng thiên tổ cùng luân hồi có cực lớn liên quan, thiên tổ tơ tình ẩn chứa kịch liệt cảm xúc, đủ để phá đi tòa này kỳ quan pháp tắc, phi thường khủng bố. Diệp Thần biết tình thế nghiêm trọng, tâm niệm thay đổi thật nhanh, quay đầu thấy được thú hoàng pho tượng, sinh lòng một kế, nói, cửu thương tiền bối, đừng hoảng hốt, ta có biện pháp. Hắn thừa dịp chính mình hoàn toàn thanh tỉnh, lập tức nhanh chân đi đến thú hoàng pho tượng trước, bàn tay đặt tại pho tượng phía trên. Đương Diệp Thần bàn tay đè vào thú hoàng pho tượng, hắn liền cảm thấy trong pho tượng ẩn chứa kinh dị tà khí năng lượng. Truyền thuyết, nếu như có thể trấn áp thú hoàng pho tượng tà khí, liền có thể đạt được thiên đạo tán thành, thiên đạo sẽ hạ xuống chúc phúc, ban thưởng thiên không mệnh cách vĩ đại quyền hành. Diệp Thần giờ phút này, tay đè pho tượng, lại không phải muốn trấn áp trong pho tượng tà khí, mà là muốn thôn vệ hấp thu. Ông, luân hồi pháp vận chuyển, Diệp Thần lòng bàn tay xuất hiện một cái như lỗ đen mâm tròn. Bắt đầu điên cuồng thôn phệ trong pho tượng tà khí năng lượng. Cuồn cuộn tà khí điên cuồng hội tụ nhập Diệp Thần thân thể, da của hắn rất nhanh hóa thành đen nhánh âm u nhan sắc, tại luân hồi nguyên thể thần quang tạc lên, cửu thiên đồ đằng lập lòe, hắn hắc ám làn da lại rất nhanh khôi phục bình thường. Nếu là lúc trước, Diệp Thần dám thôn phệ trong pho tượng tà khí, chỉ có một con đường chết, nhục thể của hắn không có khả năng chịu được khủng bố như vậy tà khí năng lượng. Nhưng, tại cửu thiên đồ đằng toàn bộ thức tỉnh, luân hồi nguyên thể đại viên mãn về sau, Diệp Thần nhục thân, liền trở nên vô cùng cường hoành, cho dù là thú hoàng pho tượng bên trong ẩn chứa tất cả tà khí năng lượng, hắn đều có thể thôn vệ hấp thu, coi như không thể luyện hóa, nhưng có thể toàn bộ trước hút vào trong đan điền đi. Trong khoảnh khắc, thú hoàng pho tượng tất cả tà khí năng lượng, đều bị Diệp Thần thôn vệ hầu như không còn, cuồn cuộn tà khí tại Diệp Thần phía sau huyễn hóa ra một đầu thập vĩ thần thú khổng lồ hư ảnh, dữ tợn xấu xa lại cực kỳ kinh dị. Ngửa mặt lên trời thét dài, bộc phát ra chấn nhân tâm phách khí tức. Đạo huyền tổ sư, Khương Khiếu Vân, Tinh Diên bọn người, nhìn thấy một màn này, đều là chấn động không gì sánh nổi. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Thần thế mà nuốt lấy thú hoàng pho tượng tất cả tà khí, thậm chí còn huyễn hóa ra thập vĩ hư ảnh. Tiểu tử này muốn làm gì, hắn muốn đoạt lấy thiên không mệnh cách. Đạo huyền tổ sư rất là chấn động, mơ hồ đoán đến cái gì, thân thể một trận run rẩy. Liền thấy thú hoàng pho tượng tà khí, toàn bộ bị Diệp Thần thôn phệ sạch sẽ về sau, một ít cổ xưa nhân quả pháp tắc phảng phất bị xúc động, pho tượng răng rắc nứt ra, hướng đi sụp đổ vỡ nát. Mà theo pho tượng vỡ vụn, cửu thiên trên trời cao, có một đạo sáng chói như thủy tinh thần mang, bạo rơi xuống, bao phủ trên người Diệp Thần. Thủy tinh thần mang, chính là thiên đạo ánh sáng. Kia như thủy tinh quang mang, lại dần dần trở nên như bầu trời xanh thẳm, vô cùng tinh khiết sáng long lanh. Tất cả thần quang cùng vinh quang, quy về Diệp Thần một thể. Thiên không mệnh cách, đây là thiên không mệnh cách quang huy.
Đạo huyền tổ sư gào thét kêu to, không cách nào nhẫn nại, thân thể cuồng xông mà ra, bàn tay hướng về Diệp Thần chộp tới. Thiên không mệnh cách, chính là thiên đạo lục mệnh một trong, cũng là hắn vô tận kỷ nguyên đến nay, đau khổ theo đuổi đồ vật. Giờ phút này, thiên đạo hạ xuống chúc phúc quang huy, phải ban cho Diệp Thần thiên không mệnh cách quyền hành, hắn làm sao có thể chịu đựng, liền lập tức xuất thủ hướng Diệp Thần chộp tới, muốn đem Diệp Thần xé nát, cướp đoạt thiên không mệnh cách. Là cái này, thiên không mệnh cách sao? Diệp Thần cảm thụ được thiên đạo chúc phúc, màu xanh thẳm thần quang quanh quẩn quanh thân, nội tâm của hắn tơ tình thống khổ lập tức hóa giải rất nhiều, cả người như bị bầu trời vây quanh, muốn hòa tan tại xanh thẳm rộng lớn mênh mông trong bầu trời mặt. Hoặc là nói, Diệp Thần muốn hóa thành bầu trời. Thiên không mệnh cách quyền hành, một điểm điểm bị hắn kế thừa. Thiên không mệnh cách, ẩn chứa bao dung, bao la, mênh mông vĩ lực, lại mang theo bầu trời uy áp, thập phần cường đại. Ong ong ong. Diệp Thần kế thừa thiên không mệnh cách quyền hành, toàn thân tách ra óng ánh nhất xanh thảm thần quang, cỗ này quang huy phóng lên tận trời, càn quét thiên vũ, tất cả mây trắng đều bị dọn sạch, cả mảnh trời khung trở nên như ngọc thạch sáng long lanh tinh khiết, thật giống như một cái nắp nồi bự bảo bọc đại địa. Mà Diệp Thần, sừng sững tại thiên không phía dưới, thiên địa vĩ lực thêm vào một thân, hắn phảng phất liền là bầu trời chủ nhân. Bầu trời, đây chính là bầu trời lực lượng A. Diệp Thần nắm chặt lại quyền, cố gắng muốn nhớ tới thiên không thú hoàng bộ dáng, muốn cảm thụ một chút thiên không thú hoàng năm đó vĩ đại, nhưng hắn cái gì đều không cảm giác được, thiên không thú hoàng bộ dáng cũng biến thành 10 phần mơ hồ. Đây là bởi vì, thiên tổ đã ưng thuận nguyện vọng, bảo đảm Diệp Thần sẽ không lại nhận thiên không thú hoàng quấy rầy. Nói cách khác, Diệp Thần bây giờ chấp trưởng thiên không mệnh cách, là hoàn toàn độc lập tồn tại, không nhận bất luận kẻ nào bối rối, đây là độc thuộc về hắn lực lượng. Hắn nhìn thấy giờ phút này vết thương chồng chất đạo huyền tổ sư cuồng xông mà đến, thật giống như nhìn thấy một con đáng thương con kiến nhỏ, muốn xông phá bầu trời giam cầm, vậy đơn giản là si tâm vọng tưởng. Nếu như là đỉnh phong thời kỳ, hắn sẽ không như thế đối đãi, nhưng đối phương trạng thái quá tệ. Hô! Diệp Thần nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra, thiên địa pháp tướng hiển hóa, từ màu xanh thẳm cửu thiên trên trời cao, hạ xuống một bàn tay lớn che trời, phịch một tiếng, liền đem bạo sông mà đến đạo huyền tổ sư, hung hăng đập bay trên mặt đất, tựa như nghiền ép một con run dế. Răng rắc, theo Diệp Thần một chưởng này, sáng đạo nhai ngay tiếp theo thú hoàng pho tượng, triệt để nghiền nát. Hắn vừa mới hạ xuống một chưởng, phảng phất muốn đánh nổ đại địa, cự chưởng đem đạo huyền tổ sư nghiền ép đến đại địa chỗ sâu. Diệp Thần thân thể huyền không nổi lơ lửng, giơ bàn tay lên, đại địa bên trên liền xuất hiện một cái vô cùng kinh khủng to lớn chưởng ấn trạng hố sâu, đạo huyền tổ sư ngay tại cái hố sâu này trung ương, thân thể đã nhanh bị chụp bẹp. Nhưng, đạo huyền tổ sư không hổ là đỉnh cấp thiên đế, sinh mệnh lực quá ương ngạnh, chịu Diệp Thần kinh thiên một chưởng, thế mà còn không chết. Hắn còn có thể ngẩng đầu, ánh mắt mang theo vô cùng oán hận, lại cực kỳ cuồng nhiệt thần sắc, nhìn chăm chú Diệp Thần, run rẩy nói ra. Thiên không mệnh cách, đây chính là thiên không mệnh cách lực lượng A. Luân hồi chi chủ, đây là thuộc về ta lực lượng. Ngươi không thể đoạt. Vô số kỷ nguyên đến nay, đạo huyền tổ sư đau khổ theo đuổi, liền là thiên không mệnh cách. Hiện tại, hắn nhìn thấy Diệp Thần chấp trưởng bầu trời, lực lượng rộng rãi mênh mông lại vĩ đại. Nội tâm cuồng nhiệt mà kích động, nghĩ tới nếu là mình có thể kế thừa mệnh cách này, chứng đạo siêu trời, thậm chí trở lại đạo quân đỉnh phong, cũng không thành vấn đề. Diệp Thần nhìn thấy đạo huyền tổ sư, đến lúc này, thế mà còn muốn cùng hắn tranh đoạt, không khỏi lắc đầu bật cười. Hắn cũng không nổi giận, tại kế thừa thiên không mệnh cách về sau, lòng dạ hắn phảng phất trở nên bầu trời rộng lớn, rất nhiều kịch liệt cảm xúc đều hòa tan tại vô tận trong bầu trời, hắn chỉ có hoàn toàn yên tĩnh. Đạo huyền tổ sư, ngươi muốn thiên không mệnh cách. Vậy thì tốt, ta thôn phệ ngươi, ngươi cùng ta một thể, liền có thể cộng hưởng mệnh cách này. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, luân hồi mộ táng công vận chuyển, sau lưng liền nổi lên một cái luân hồi bàn, vô tận kinh dị xâm nghiêm mai táng thôn phệ khí tức, từ kia luân hồi bàn bên trong tản ra. Tại thiên không mệnh cách quang huy chiếu dọi xuống, Diệp Thần cái này luân hồi bàn, cũng là hóa thành bầu trời nhan sắc, thoạt nhìn 10 phần óng ánh sáng long lanh. Nhưng cái này óng ánh sáng long lanh phía sau, lại ẩn chứa vô tận nguy hiểm cùng đại khủng bố. Diệp Thần bấm quyết khẽ động, một cỗ mãnh liệt thôn phệ chi lực, liền từ luân hồi bàn bên trong phát ra, đem trên mặt đất đạo huyền tổ sư, trực tiếp liền hút đi lên. Răng rắc, luân hồi bàn bắt đầu chuyển động, đạo huyền tổ sư xương cốt,
lập tức liền bị xay nghiền đến vỡ nát. Tổ sư, Thiên Hằng giáo phái cùng Sáng Đạo cung các đệ tử, vô cùng hoảng sợ nhìn xem một màn này, run lẩy bẩy, nhưng không có người nào dám ra ngoài cứu giúp. Kế thừa thiên không mệnh cách Diệp Thần, khí thế thực sự quá mức huy hoàng minh mông kinh dị, đơn giản liền là bầu trời hóa thân. Người muốn nghịch thiên, lại nói nghe thì dễ. Tiểu tử, người muốn thôn phệ ta, người dám thôn phệ ta. Đạo huyền tổ sư gào thét, luân hồi bàn xoay nghiền, bén nhọn kịch liệt đau nhức, ngược lại để hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ta đã cho ngươi cơ hội, đạo huyền tổ sư. Diệp Thần thanh âm lãnh đạm, lại như bầu trời thâm thúy lẫm người. Hắn đã cho đạo huyền tổ sư hai lần cơ hội, đấu văn một lần, đấu võ một lần, phàm là đạo huyền tổ sư ngoan ngoãn giao ra huyền vũ bắt đền, hắn xem ở thiên tổ trên mặt mũi, cũng sẽ không giết người. Dù sao, năm đó đạo huyền tổ sư, đối thiên tổ có ân, vì thiên tổ giải hoặc, thiên tổ đều tự mình mở miệng cầu tình, gọi Diệp Thần không nên giết người. Thiên tổ mặt mũi, Diệp Thần vẫn là muốn cho. Nhưng, đạo huyền tổ sư luân phiên khiêu khích, đã dẫm lên Diệp Thần danh giới cuối cùng, hắn sẽ không còn có mảy may nương tay. Răng rắc, theo luân hồi bàn chuyển động, đạo huyền tổ sư nhục thân dần dần bị nghiền biến hình, trên người hắn cất giữ huyền vũ mảnh vỡ, trước hết nhất bị ép tới. Diệp Thần tay mắt lanh lẹ, bàn tay cách không một chảo, liền đem huyền vũ mảnh vỡ tóm vào trong tay. Đạo huyền tổ sư gặp say nghiền, xé rách bén nhọn kịch liệt đau nhức, nhưng hắn cơ hồ điên cuồng. Khi thấy huyền vũ mảnh vỡ lại bị Diệp Thần cướp đi, hắn càng là điên cuồng, hét lớn. Tiểu tử, lập tức dừng lại, huyền vũ mảnh vỡ đưa ta. Người có biết hay không ta là ai, ta thế nhưng là thiên tổ đại ân nhân. Ta vì thiên tổ lập qua công, không có ta, thiên tổ đạo tâm sớm sập. Người dám giết ta, thật không đem thiên tổ để vào mắt a. Ta bảo ngươi dừng lại. Luân hồi bàn chuyển động đến cũng không nhanh, nhưng mỗi một lần say nghiền. Đều mang cho đạo huyền tổ sư thảm thiết nhất đau đớn, không bao lâu, hắn liền bị ép thành bọt máu. Đến lúc đó, hắn nhục thân cùng linh hồn, đều muốn bị xay nghiền thành nguyên thủy nhất năng lượng, trở thành Diệp Thần chất dinh dưỡng. Thiên Hằng giáo phái, Sáng Đạo cung, Kiếm Vũ điện, Tinh Không đảo bốn nhà người, nghe được đạo huyền tổ sư gào thét, nhìn xem đạo huyền tổ sư sắp chết thảm, tất cả mọi người đều là lặng ngắt như tờ, lặng im nhìn xem một màn này. Chẳng ai ngờ rằng, đạo huyền tổ sư thế mà lại luân lạc tới tình trạng này. Càng không có người nghĩ đến, Diệp Thần thực lực, sẽ cường đại đến tình trạng này, thế mà có thể có say nghiền mai táng đạo huyền tổ sư tư cách. Diệp Thần cũng không có quản đạo huyền tổ sư gào thét, tiếp tục thôi động luân hồi bàn say nghiền hắn. Kỳ thật từ lý trí góc độ tới nói, Diệp Thần hẳn là giữ lại đạo huyền tổ sư thi thể, giao cho hoang lão cùng đại chúa tể, xung làm rèn đúc sáng sinh chi trụ vật liệu. Dạng này hắn có thể hoàn lại Nam Hoa lão quân nhân quả. Nhưng, Diệp Thần hiện tại cũng chỉ muốn đem hắn ép thành mảnh vỡ, một điểm vết tích cũng không lưu lại, dạng này đạo tâm của hắn mới có thể có đến lớn nhất khuây khỏa. Rất nhanh, đạo huyền tổ sư nhục thân liền bị nghiền nát, chỉ còn lại linh hồn còn tại dãy giụa. Hắn thống khổ gầm thét, lại không cam lòng như vậy vẫn diệt, hét lớn. Tiểu tử, ngươi giết ta, liền là ngỗ nghịch thiên tổ a. Ngươi cái này đại nghịch bất đạo cẩu vật, thiên tổ sẽ bảo hộ ta, ta sao lại bị ngươi giết chết? Thiên tổ a, ban thưởng ngươi quang huy, ta mới là ngươi thành tín nhất tín đồ a. Đạo huyền tổ sư ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra không cam lòng, thống khổ, xé rách, khát vọng tiếng hô, tế ra thiên quang ngọc bát, cùng đem toàn bộ ngọc bát hoàn toàn hiến tế rơi. Ong ong ong, thiên quang ngọc bát hiến tế, lập tức vô tận thuần trắng quang huy trùng thiên. Chân trời xuất hiện một cái kinh khủng hắc ám vòng xoáy, phong lôi âm thanh ầm ầm đại tác. Từ kia hắc ám vòng xoáy bên trong, chậm rãi hạ xuống một thanh kinh thiên cự kiếm hiện ra thuần bạch sắc, sắc trời vần quanh, trên thân kiếm điêu khắc thiên tổ thân ảnh, cũng là người mặc trường bào, mang theo mũ trùm, thấy không rõ gương mặt bộ dáng. Đạo thân ảnh này, giống như là một loại nào đó cổ xưa thần bí đồ đằng, tràn ngập vô biên vĩ lực. Diệp Thần thậm chí có loại ảo giác. Phảng phất cái này từ trên trời giáng xuống cự kiếm, trên thân kiếm thiên tổ đồ đằng là sống, cũng không phải là cái gì phù điêu hình chiếu. Hắn thậm chí có thể cảm giác được thiên tổ cảm xúc, bất đắc dĩ, thâm trầm, bi thương, thương hại, nhưng lại không thể làm gì, phi thường phức tạp. Cẩn thận a! Diệp Thần tâm tình cũng là trở nên hoảng hốt, lúc này nghe được luân hồi mộ địa chi bên trong, cửu thương cổ hoàng phát ra nhắc nhở, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Đạo huyền tổ sư hiến tế thiên quang ngọc bát,
triệu hoán xuống tới kinh thiên cự kiếm, thần quang cực kỳ khủng bố, nếu như không cẩn thận ứng đối lời nói, Diệp Thần rất có thể muốn lật thuyền trong mương. Đây là đạo huyền tổ sư sau cùng liều mạng thủ đoạn. Hiến tế thiên quang ngọc bát, triệu hoán cái chuôi này kinh thiên cự kiếm giáng lâm, linh hồn của hắn năng lượng tiêu hao kịch liệt, trở nên vô cùng hư mỏng, giống như không cần Diệp Thần xuất thủ, hắn tiếp theo sát liền muốn hôi phi yên diệt. Diệp Thần nhìn xem kia từ trên trời giáng xuống sắc trời cự kiếm, nên cũng không dám chủ quan. Thần giáp mệnh tinh, đại đạo bổ toàn, mở. Lập tức, Diệp Thần một chút bấm quyết, mở ra thần giáp mệnh tinh. Chỉ gặp một viên lộ ra hoàng kim cùng thanh đồng quang trẻ kim loại tinh thần, từ từ bay lên, phía trên thanh long, bạch hổ, chu tước tam đại thần thú xoay quanh, duy chỉ có thiếu một đầu huyền vũ. Huyền vũ sở thuộc tinh vực, cũng là trống rỗng một mảnh. Diệp Thần cong ngón búng ra, liền đem huyền vũ mảnh vỡ đạn mang lên, tinh chuẩn không sai, kín kẽ khảm nạm tại thần giáp mệnh tinh sau cùng trống không khu vực trong. Ông, thần giáp mệnh tinh sau cùng trống không khu vực bù đắp, thanh long bạch hổ, chu tước huyền vũ tứ tượng quy nhất, lập tức đại đạo bổ toàn, toàn bộ thần giáp mệnh tinh, bạo phát ra ngập trời hừng hực kim sắc thần quang, cỗ này thần quang bên trong, mang theo vĩ đại chúc phúc cùng bảo vệ đạo uẩn, phảng phất có thể che chở chư thiên hết thảy sinh linh, ngăn cản hết thảy pháp thuật thần thông tổn thương. Đạo huyền tổ sư triệu hoán xuống tới sắc trời cự kiếm, lại bị thần giáp mệnh tinh tách ra kim quang chặn. Kia từng sợi kim quang, liền giống như thực chất đồng dạng, lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Mọi người thấy thần giáp mệnh tinh dâng lên, đại đạo bổ toàn, kim quang nở rộ khí tượng, cũng là sợ ngây người. Cho dù là thiên hằng giáo phái cùng sáng đạo cung các đệ tử, tại thần giáp mệnh tinh quang huy chiếu dọi xuống, bọn hắn cũng cảm nhận được run rẩy, cảm nhận được vô thượng luân hồi vĩ lực, phảng phất có chư thiên thần ma tại bọn hắn bên tai Phật sướng. Phù phù, phù phù, phù phù. Bọn hắn lần lượt quỳ xuống, run lẩy bẩy hướng về thần giáp mệnh tinh phủ phục cúng bái, như tôn kính nhất vô thượng thiên thần. Bọn hắn lúc đầu đều phụng đạo huyền tổ sư vi tôn, nhưng khi thần giáp mệnh tinh quang huy chiếu dọi xuống đến, đạo tâm của bọn họ liền triệt để sợ hãi, chỉ có quy y luân hồi ý niệm, nơi nào còn dám đối địch với Diệp Thần. Không cho phép quỳ, không cho phép quỳ. Đạo huyền tổ sư gầm gừ, nhưng không có chút nào tác dụng, hắn ngày xưa các đệ tử, đã toàn bộ hướng Diệp Thần quỳ xuống. Ầm ầm. Giờ phút này, Diệp Thần thần giáp mệnh tinh khôi phục hoàn chỉnh, đường lớn rốt cuộc bù đắp, trong cơ thể hắn áp chế rất nhiều năng lượng, thiên không mệnh cách, vĩ thú chi lực, luân hồi nguyên thể cửu thiên đồ đằng các loại, một mạch phun ra tới. Kỳ thật, Diệp Thần đã sớm có thể đột phá thiên nguyên cảnh, tấn thăng đến cửu đỉnh cảnh cấp độ, trước đó tại kiếm vũ điện, đạt được trang thứ 3 vi đà chân kinh, lĩnh ngộ Siva vô thượng tuyệt học, thiên thủ bách tí đại uy thiên long về sau, thời điểm đó hắn, kỳ thật liền có thể đột phá. Chỉ là, vì vững chắc đường lớn căn cơ, Diệp Thần ngăn chặn lực lượng của mình, không có đột phá thôi. Hiện tại, hắn thần giáp mệnh tinh, đã bù đắp, đường lớn hoàn chỉnh, hắn không còn có mảy may lo lắng, đem ngày xưa áp chế tất cả lực lượng, một mạch bạo phát đi ra. Cỗ này bộc phát, là 10 phần kinh khủng, Diệp Thần tu vi, lập tức liền tấn thăng đến cửu đỉnh cảnh một tầng sơ giai. Mà lại, một tầng sơ giai, còn xa xa không phải Diệp Thần cực hạn. Trước mặt hắn tích lũy, thực sự quá thâm hậu, hiện tại toàn bộ bộc phát, tu vi khí tức liền không ngừng bão táp. Một tầng sơ giai, một tầng trung giai, một tầng cao giai, một tầng đỉnh phong. Sau đó, là trực tiếp bão táp đến nhị tầng thiên. Đến nhị tầng thiên về sau, Diệp Thần tu vi còn tại tăng vọt, không ngờ bước vào tầng 3. Tầng 3 sơ giai, trung giai, cao giai. Đến cuối cùng, lại tiêu thăng đến tầng 3 đỉnh phong tình trạng. Diệp Thần tu vi khí tức, mới thoáng bình ổn xuống tới. Phải biết, Diệp Thần luân hồi huyết mạch, hết sức đặc thù, hắn võ đạo nội tình, cũng là thâm hậu đến đáng sợ, hắn muốn đột phá tấn thăng, xa so với người bình thường khó khăn. Nhưng bây giờ, hắn lại lập tức, đã đột phá tấn thăng đến cửu đỉnh cảnh tầng 3 đỉnh phong tình trạng. Thần giáp mệnh tinh bù đắp, lại thêm phía trước tích lũy cơ duyên, một chút bộc phát, mang cho Diệp Thần thuế biến, thực sự quá tốt đẹp lớn. Vô tận kim quang, từ trên thân Diệp Thần bạo phát đi ra, đạo huyền tổ sư thấy cảnh này, một trái tim triệt để lâm vào cho tàn. Hắn triệu hoán sắc trời cự kiếm, căn bản là không có cách chạm đến Diệp Thần, sáng chói thần giáp mệnh tinh, ngay tại Diệp Thần trên đỉnh đầu lóng lánh. Thần giáp mệnh tinh bắn ra kim quang, như thực chất cường đại, dễ dàng, liền đem ngày đó quang cự kiếm chặn. Ầm ầm, từ trên thân Diệp Thần,
phong lôi tiếng vang bộc phát, nổi lên ba tòa đại đỉnh. Cái này ba tòa đại đỉnh, chính là kim đỉnh, mộc đỉnh, nước đỉnh, chính là cửu đỉnh cảnh tầng 3 võ giả, có thể rèn đúc ra thần đỉnh. Võ giả bình thường muốn rèn đúc thần đỉnh, yêu cầu nhọc lòng, đi thu thập giữa thiên địa bản nguyên tinh khí, nhưng Diệp Thần không cần. Bởi vì, hắn có được cửu thiên đồ đằng, tùy tiện hấp thu đến thiên địa linh khí, tại cửu thiên đồ đằng chuyển hóa về sau, đều có thể hóa thành bản nguyên nhất, tinh khiết nhất khí tức, sau đó tùy tâm sở dục, rèn đúc thành hắn muốn thần đỉnh. Cửu đỉnh cảnh tầng 3, liền đối ứng 3 tòa thần đỉnh. Nhưng, Diệp Thần có thần đỉnh, lại không chỉ 3 tòa. Soạt, tinh quang dâng lên, Diệp Thần trong cơ thể tràn ngập ra từng sợi tinh quang, một tòa tinh không đỉnh xuất hiện. Tại tinh không đỉnh sau khi xuất hiện, Diệp Thần khí tức trong người, còn tại sôi trào dâng lên, từng sợi vĩ thú năng lượng toàn bộ đổ xuống mà ra, cùng tại tâm hắn đọc thôi động dưới, đúc thành một tòa hắc ám thâm trầm, kinh dị xâm nghiêm, chảy xuôi nước bùn quỷ dị dịch thể, thần đỉnh bên trên lại khắc họa lấy rất nhiều vĩ thú đổ đằng thần đỉnh. Đây là vĩ thú đỉnh. Diệp Thần chỉ là cửu đỉnh cảnh tầng 3, lại có được 5 tòa thần đỉnh. Tinh không đỉnh còn dễ nói, bến bờ vũ trụ bên trên cường giả cũng có, nhưng vĩ thú đỉnh, có thể nói là độc nhất vô nhị. Mặc dù thiên tổ đã vận dụng thủ đoạn, đem Diệp Thần cùng thiên không thú hoàng ngăn cách ra, Diệp Thần có thể yên tâm sử dụng vĩ thú cùng thiên không mệnh cách lực lượng. Nhưng bất kể như thế nào, vĩ thú khí tức vẫn là quá mức hắc ám kinh dị, Diệp Thần lo lắng sử dụng vĩ thú chi lực, sẽ ảnh hưởng đến bản thân mình đạo pháp. Cho nên, hắn dứt khoát đem trước đây hấp thu đến vĩ thú tà khí năng lượng, toàn bộ chút xuống, rèn đúc thành một đỉnh, chính là vĩ thú đỉnh. Một tòa tinh không đỉnh, một tòa vĩ thú đỉnh, khí tức quá cường đại, rộng rãi vô địch, coi như không mượn dùng luân hồi mộ lực lượng, Diệp Thần chỉ dựa vào lực lượng của mình, đều có thể một đỉnh đập chết đỉnh cấp thần vương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 574.